Hi guys, chào các bạn đến với khóa học tổng ôn ngữ pháp Anh 9 lên 10 của tuyển sinh 247. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn tập và hệ thống lại một số câu giao tiếp quen thuộc trong tiếng Anh, Common Short Conversations in English. Chúng ta có rất nhiều cái loại hình giao tiếp, và trong cái phạm vi của tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ đưa ra một số câu giao tiếp mà chúng ta hay sử dụng nhất, đúng không ạ? Thứ nhất là đưa ra gợi ý hoặc là đề xuất ai làm việc gì, đúng không? Hay là rủ ai làm việc gì, thì chúng ta có thể sử dụng một trong những cấu trúc sau đây, đó là shall we cộng với động từ dạng nguyên thể này, let's cộng với động từ dạng nguyên thể, why don't you nếu chúng ta đề xuất người khác làm, hoặc là why don't we nếu chúng ta rủ ai đó cùng làm cộng với động từ dạng nguyên thể. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng là what about hoặc là how about cộng với động từ thêm đuôi ing để dù ai làm việc gì. Would you like to cộng động từ nguyên thể, đúng không ạ? Dù ai làm gì hoặc là mời ai làm gì cùng, đúng không ạ? Hoặc là ta cũng có thể nó diễn đạt theo cách là have you thought of cộng một cái danh từ nào đó, đúng không ạ? Cậu có nghĩ tới ví dụ một địa danh nào đó không khi mà ta đề xuất là đến thăm một cái địa danh nào đó. Thì đây là một số cái cấu trúc mà ta có thể sử dụng để đưa ra những cái gợi ý hoặc là đề xuất. Để cụ thể hơn và mang tính chất thực tiễn hơn để chúng ta có thể áp dụng bài tập, thì chúng ta cùng quan sát ví dụ sau đây. Ví dụ đề bài cho chúng ta câu thoại này: What shall we do this weekend? Chúng ta sẽ làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần này? Thì lời đáp lại của Nam là gì? Đáp lại của Nam với câu này chắc chắn là một câu đề xuất, đưa ra đề xuất là cùng làm việc gì, đúng không ạ? Vậy chúng ta cùng đọc các đáp án. Thì chỉ có một đáp án phù hợp mà có thể đưa ra đề xuất và gợi ý làm việc gì. Đó là đáp án B. Let's go outing to the zoo. Chúng mình cùng đi đến vườn bách thú đi. Thì đây là phần gợi ý hoặc là đề xuất. Thì đáp lại cái lời gợi ý, đề xuất hay đáp lại một lời mời, thì chúng ta có thể sử dụng những cái lời thoại nào? Thì sau đây là một số cái lời thoại cơ bản nhất. Chúng ta chia ra làm hai trường hợp là đồng ý và không đồng ý. Nếu như chúng ta đồng ý hưởng ứng theo một cái đề xuất gợi ý của ai đó, đúng không? Thường thì chúng ta sẽ dùng cái từ là good idea, great, fantastic, thật là tuyệt, đúng không? Để chúng ta hưởng ứng theo cái ý đó. That's a very good idea. Hoặc là sounds great, nghe thật là tuyệt. Yes, I'd love to. Tớ cũng thích, đúng không? Tớ cũng muốn làm cái việc đó. Thì đây là những câu, đúng không ạ? Từ những câu cơ bản này thì chúng ta cũng có những cái hình thức tương tự khác, chúng ta có thể thay đổi một số tính từ mà thôi. Tình huống giao tiếp ngược lại đó là chúng ta sẽ từ chối một cái lời mời hoặc là cái gợi ý đề xuất của bạn mình. Thì mình có thể sử dụng những câu nào? Thì đây là những câu cơ bản. I'm sorry, xin lỗi. Đúng không? Sau đó mình có thể đưa ra lý do là tại sao mình có thể không tham gia cùng. I'm afraid I can't. Tớ e là tớ không thể tham gia được này. No, thank you. Không, cảm ơn. Ví dụ như ai đó mời mình từ chối, đúng không? I love to, but I... Tớ cũng thích đấy, thế nhưng mà tớ bận hay là tớ có lý do nào đó, đúng không? Thì đây là hai tình huống đồng ý hoặc là từ chối. Chúng ta cùng quan sát được ví dụ này. Jim nói với hai bạn là Hà và Mai. Jim nói, what about collecting used paper, bottles and plastic bags every day? Các cậu nghĩ sao về cái việc là hàng ngày chúng ta sẽ thu gom giấy đã sử dụng này, chai đã sử dụng này và những túi ni lông? Thế thì đây là cái cách mà Jim đề xuất ý kiến của mình, đúng không ạ? Thế sau khi Jim đề xuất rồi thì hai bạn này trả lời bằng câu nào? Thì đáp án của chúng ta sẽ chọn đó là đáp án C. That's a very good idea, đúng không? It sounds great, hoặc là sounds great, great, fantastic. Chúng ta sẽ có một câu mà gì, chúng ta hưởng ứng theo cái ý tưởng của bạn mình đưa ra. Sau đó thì let's do that, chúng ta sẽ cùng làm việc đó đi. Tiếp theo là chúng ta có một số là tình huống giao tiếp, mà trong tình huống giao tiếp đó thì chúng ta phải đưa ra lời chúc. Ví dụ như là ai sắp sửa nói là tớ sắp sửa thi này, tớ sắp sửa có bài kiểm tra này, hay tớ sắp đi xin việc này, thì chúng ta có một lời chúc này.
hoặc là một lời chúc mừng khi mà ta nghe một cái tin tốt lành của ai đó, đúng không? Thì ta gửi lời chúc mừng. Thế chúng ta sẽ sử dụng những cái câu nói nào? Thì tùy theo từng tình huống. Ví dụ như là trước khi bạn mình thi cử chẳng hạn, thì bao giờ chúng ta cũng nói là good luck, chúc may mắn, đúng không ạ? Nếu mà là lời chúc một cái dịp ngày lễ Tết hoặc sinh nhật nào đó, đúng không? Ta có thể dùng best wishes, chúc những điều tốt đẹp nhất. Hoặc là khi chúng ta nghe một cái tin tốt lành của ai đó, một cái tin vui hay là tin tốt lành từ ai đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng lời chúc là congratulations, chúc mừng cậu. Chúng ta đi vào ví dụ cụ thể này. Ví dụ Phương nói với Daisy, I'm taking my TOEFL test tomorrow. Ngày mai tớ sẽ thi bài thi TOEFL. Thế thì sau cái thông báo của bạn mình như vậy thì bạn kia chắc chắn sẽ là một lời chúc, đúng không? Và bao giờ chúc thi cử cũng chúc thi cử may mắn, ta sẽ trả lời là good luck. Hay một cái tình huống giao tiếp sau đây cô đưa ra làm ví dụ. Phương nói với Daisy, I passed my driving test. Tớ thi được bằng lái xe rồi. Tức là tôi khoe với bạn một cái tin vui, đúng không ạ? Thì khi mà bạn mình mà thông báo cho mình biết, chia sẻ với mình một tin vui, thì bao giờ mình cũng sẽ chúc mừng. Và lời chúc mừng đó bao giờ cũng sẽ là congratulations, chúc mừng cậu. Thứ tư, đó là vậy thì khi được nghe những lời chúc này, lời chúc mừng hoặc là lời khen ngợi của ai đó, thì chúng ta sẽ đáp lại bằng những cái lời nói nào? Bao giờ chúng ta cũng sẽ cảm ơn, đúng không? Thanks hoặc là thank you. Hoặc có thể nói thêm là it's certainly encouraging. Thực sự đó là nguồn động viên lớn đối với tôi. Đấy. It's very nice of you to say so. Khi ai đó mà khen mình, có đúng không? Cậu thật là tử tế, cậu thật là tốt bụng khi nói những điều đó. Hoặc là ta cũng có thể đáp lại bằng lời cảm ơn. Thanks or thank you for your compliment. Cảm ơn vì lời khen của cậu, đúng không? Hoặc là thanks or thank you for your encouragement. Cảm ơn vì lời động viên hoặc là khuyến khích của cậu. Chúng ta có cái câu ví dụ tình huống giao tiếp như sau. Congratulations on your winning. Chúc mừng chiến thắng của cậu. Vậy người kia sẽ đáp lại bằng câu nào ạ? Đó là thank you, đáp lại bằng lời cảm ơn. Thế bây giờ sau khi mà bạn mình đáp lại bằng lời cảm ơn, thì tôi sẽ đáp lại cái lời cảm ơn đó bằng cách nào? Đúng không ạ? Thì đây là cái cách đáp lại lời cảm ơn. Thì chúng ta có thể sử dụng một trong những cách nói sau đây. Chúng ta có thể linh hoạt, có nhiều cách khác nữa. Nhưng trên đây thì cô đưa ra những cái phần mà chúng ta hay gặp nhất. You're welcome. That's okay. That's alright. Ồ, mọi việc ổn thế mà, có gì đâu. No problem. Không vấn đề gì. It's my pleasure. Tớ rất hân hạnh. Tớ rất là thoải mái. No worries. Không phải lo, không phải cảm ơn, không phải lo gì cả. Don't mention it. Không phải đề cập tới việc đó, không phải nhắc tới việc đó. It was the least I could do. Đó là việc làm sao? Bé nhất, ít nhất, dễ nhất, đơn giản nhất mà tớ có thể làm được. Ví dụ, Nam cảm ơn Minh. Thank you very much for your help. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Thế thì Minh sẽ đáp lại. You're welcome. Đúng không ạ? Ý là tớ rất sẵn lòng, cậu cứ thoải mái đi, không vấn đề gì đâu. Đáp lại lời yêu cầu đề nghị thì chúng ta sẽ, nếu ai đó yêu cầu mình hoặc đề nghị mình hoặc là nhờ mình làm một việc gì thì mình sẽ đáp lại như thế nào? Sure, no problem. Chắc chắn rồi, ý là tớ sẽ làm cho, đúng không? Tớ sẽ giúp, không có vấn đề gì cả. Certainly, chắc chắn rồi. Nếu như bạn mình mà nhờ mình đưa hoặc chuyển cái gì đó thì mình sẽ có thêm một câu đó là here you are của cậu đây. Hoặc là ta nói đơn giản yes of course, tất nhiên rồi, và tất nhiên là tớ có thể giúp được hoặc tớ làm gì đó cho cậu. Ví dụ could you do me a favor please, cậu có thể giúp tớ không? Thế người kia thể hiện cái sự sẵn lòng của mình thì sẽ nói là sure, no problem, chắc chắn rồi, không có vấn đề gì cả. Thế thì cũng là yêu cầu, đề nghị, thì cô có lấy một ví dụ khác, đó là ví dụ về cấu trúc would you mind. Trong câu sau đây, would you mind if I turn on the fan? Cậu có phiền nếu tớ bật quạt hay không? Đúng không ạ? Thế thì cậu có phiền nếu tớ bật quạt hay không? Thì cái cấu trúc này nó khác so với những cấu trúc khác. Nó mang nghĩa phủ định, cậu có phiền hay không? Thế nếu mà bạn trả lời là yes, là có, thì ta hiểu là có, tớ có phiền. Đúng không ạ? Vậy thì ta sẽ trả lời cách nào? Ta sẽ trả lời no, 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 please do it. Thì ta hiểu là gì? Không,
ý là tớ không phiền gì cả. Và cậu có thể làm sao? Cậu có thể bật quạt lên. Đấy, thì lưu ý về cái trường hợp nếu như có cấu trúc would you mind thì mọi người đọc kỹ đề bài một chút nha. Đáp lại lời xin lỗi thì chúng ta nói thế nào? Xin lỗi thì chúng ta nói I'm sorry, đúng không? Thì cô không giới thiệu nữa. Thế vậy đáp lại lời xin lỗi thế nào? Thì bạn có thể nói là it's my pleasure, tớ rất hân hạnh, không có gì cả. Never mind, đừng có ngại. That's alright, don't worry. Mọi việc ok mà, mọi việc ổn mà, đừng có lo. Don't mention it, không phải nhắc tới điều đó. You're welcome, tớ rất sẵn lòng, cậu cứ thoải mái. Ví dụ, sorry I left your dictionary at home. Xin lỗi, tớ lại để quên cuốn từ điển của cậu ở nhà rồi. Người kia nói không sao đâu. Never mind. Đây là đáp lại lời xin lỗi. Để hình dung rõ hơn các tình huống giao tiếp, trên đây là chúng ta liệt kê lại một số cái lời nói giao tiếp thông thường. Thế tuy nhiên là trong thực tế, trong cuộc sống thì có rất nhiều cái tình huống giao tiếp khác nhau. Thế chúng ta sẽ cùng qua các bài luyện tập để chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta tích lũy thêm những cái kiến thức liên quan tới lời nói giao tiếp. Câu thứ nhất nhé. Could you pass me the salt, please? Cậu có thể chuyển cho tớ cái hộp muối đó được không? Chẳng hạn như vậy. Đúng không? Thế người kia thể hiện sự sẵn lòng của mình, đúng không? Sẽ nói là gì? Certainly, here you are. Được, tất nhiên rồi. Tớ sẽ chuyển cho cậu, đúng không? Của cậu đây. Here you are. Câu số 2. Hey Dương, I'd like you to meet my sister Anna. Chào Dương, tớ muốn cậu gặp chị gái của tớ là Anna. Thế thì ta xác định là đây là câu chào hỏi, đúng không ạ? Vậy Dương đáp lại cái lời chào hỏi này thì đáp lại một lời chào chắc chắn cũng sẽ phải là một lời chào theo cái quy tắc là giao tiếp thông thường, đúng không ạ? Vậy lời chào đó là gì? Pleased to meet you Anna. Rất vui được gặp chị Anna. Đấy là câu số 2. Câu số 3. I'm taking my driving test tomorrow. Ngày mai tớ sẽ thi lấy bằng lái xe. Thì khi thông báo là mình sắp thi cử thì người kia sẽ đáp lại bằng một cái lời chúc may mắn, đúng không? Và đáp án của chúng ta sẽ là good luck, đáp án C. Câu số 4. Would you like to come to dinner next Friday? Cậu có muốn đến ăn tối vào thứ 6 tuần sau hay không? Thế thì ta ở đây ta thấy cấu trúc là would you like to cộng verb nguyên thể để mà mời ai hoặc là đề xuất xem là ai cùng làm việc gì với mình. Thế thì ta khi trả lời thì sẽ có hai tình huống là đồng ý hoặc là không đồng ý, đúng không? Thì chúng ta đọc các đáp án này chúng ta thấy là không đồng ý. Vậy không đồng ý theo một cái lời mời, lời đề nghị của ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu nào? Chúng ta sẽ nói là I'm afraid I can't. Tớ e là tớ không thể tham gia được. Câu số 5. I was worried about chemistry, but Mr. Brown gave me an A. Tớ rất lo lắng về môn hóa học của mình, nhưng mà thầy Brown đã cho tớ một điểm A. Thế thì như vậy đây là một câu mà làm sao nhỉ? Thông báo hay là chia sẻ một cái tin vui. Thì người nghe cái lời chia sẻ này chắc chắn sẽ là phải là một lời chúc mừng, đúng không ạ? Đáp án của chúng ta sẽ là congratulations, that's a difficult course. Xin chúc mừng, đó là một khóa học khó, khó thế đấy mà cậu lại vẫn đạt điểm A, đúng không ạ? Câu số 5 đáp án là B. Câu số 6. What an attractive hairstyle you have got, Mary. Mary, cậu có kiểu tóc thật là hấp dẫn. Vậy ý nghĩa của lời nói giao tiếp này là gì? Mục đích của nó là gì? Thì mục đích của câu này, mục đích của lời nói này đó chính là một lời khen ngợi. Thế thì ta phải tìm một cái câu mà ta đáp lại với lời khen, đúng không ạ? Đáp lại lời khen thì bao giờ cũng phải là một lời cảm ơn. Và như vậy đáp án của chúng ta sẽ là thank you for your compliment. Cảm ơn vì lời khen của cậu. Câu số 7. Thanks for your help, Linda. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu, Lina. Đây là một lời cảm ơn. Vậy thì đáp lại lời cảm ơn, ta sẽ trả lời bằng câu nào? Chắc chắn là không sao đâu, tớ rất sẵn lòng, vân vân, đúng không ạ? Ta sẽ chọn it's my pleasure. Tớ rất hân hạnh, tớ rất thoải mái. Đáp án B. Câu số 8. May I have something to drink, please? Tôi có thể có cái gì đó để uống được không? Đây chính là một cách mà đưa ra vừa là xin phép nhưng mà cũng vừa là đề nghị hỏi xem là tôi có uống được cái thứ đó gì đó hay không, đúng không ạ? Thế vậy thì câu kia sẽ trả lời là gì?
Yes, of course. Ồ, tất nhiên rồi, tức là cậu có thể uống rồi. Have yourself, thì các bạn lưu ý cái từ have yourself chúng ta hay sử dụng trong tình huống nào? Khi mời ai đó ăn uống thứ gì đó thì ta có thể sử dụng là have yourself, là cứ tự nhiên. Câu số 9. Bye for now, see you again. Tạm biệt nhé và hẹn gặp lại. Thì đây là một lời chào, và lời chào này là lời chào tạm biệt. Thế đáp lại lời chào tạm biệt thì cũng phải là một lời chào tạm biệt, có đúng không? Ta sẽ có đáp án là take care, bye. Hãy giữ sức khỏe nhé, hãy thận trọng nhé, tạm biệt cậu. Câu số 10 trong phần này. Where are you going this weekend? Ngày nghỉ cuối tuần này thì cậu sẽ đi đâu? Thì câu này là câu hỏi về gì đấy? Xin lỗi, không phải chúng cậu mà là gì? Chúng ta, where are we going this weekend? Ngày nghỉ cuối tuần này thì chúng ta đi đâu đây? Thế thì người A hỏi để người B đề xuất một cái gợi ý nào đó, đúng không ạ? Vậy quay trở lại cái cấu trúc là gợi ý, đề xuất dù ai cùng làm việc gì thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu nào? Thì đây chúng ta sẽ chọn đáp án B, đúng không? Have you thought of Hạ Long Bay? Cậu có nghĩ đến Hạ Long Bay không? Vịnh Hạ Long hay không? Tức là ý là đi Vịnh Hạ Long có được hay không? Đúng không? Thì đây là 10 ví dụ, cũng là bài luyện tập minh họa một số cái lời nói giao tiếp cơ bản mà chúng ta hay gặp. Tiếp tục về nhà thì các bạn sẽ hoàn thành cũng yêu cầu đề bài như vậy, với từ câu số 1 cho đến câu số 10. Và khi làm xong thì hãy kiểm tra theo đáp án trong file đính kèm. Tiết học liên quan đến những câu nói gián tiếp đơn giản và thông dụng trong tiếng Anh ngày hôm nay là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học tiếp theo. Goodbye and see you again.